Xin kính chào quý vị. Nãy Cao Minh đang có mặt ở đường Nghĩa Phát, phường 6 Tân Bình, hướng về chợ Nghĩa Hòa, Sài Gòn. Chiều ngày 10 tháng Giêng 2018 thì không phải là giáo xứ Vinh Sơn. Trời nó đang chuyển mưa vậy. Thôi nhiệt độ giờ khoảng 31 độ C. Bên trái là đường Đặng Lộ, bên phải là đường Đại Nghĩa. Đây có cái chợ chiều cái gì để bán dọc theo đường. Bên tay trái là chợ Nghĩa Hòa. Vừa qua ngã ba ông Tạ Thank you.
đây là đường Tự Lập, phường 4 Tân Bình. Đây là đường Nguyễn Thái Bình thì đây xin chào quý vị nha, tại vì tiếp theo là